chương 301, không thành vấn đề. Lê Văn Vân biết ông ấy đang nghĩ gì. Anh cố ý yêu cầu lôi bân dẫn theo Lê Cảnh An đến đây là muốn cho bố của mình tận mắt chứng kiến mình tự chứng minh vô tội. Anh muốn bố của mình không còn bất kỳ tâm lý băn khoăn nào nữa. Cảnh An, anh căng thẳng cái gì chứ? Lôi bán khoát tay, đến lúc đó anh cử đi theo bên cạnh tôi, tôi xem tên ngốc nào dám đánh dù chỉ một cái dám thì đến lúc đó cũng sẽ trực tiếp đánh kẻ đó lê cảnh an cười nói cũng không phải căng thẳng chỉ là trong lòng có chút bất an mà thôi nửa tiếng sau bọn họ lái xe dừng lại tại khách sạn thịnh tinh đậu xe xong lôi bân nói với lê văn vân đi mua cho tôi một tách cà phê đây là vé vào cửa đến lúc đó cậu đưa vào là được lê văn vân gật đầu đương nhiên anh không đi mua cà phê thật mà là đi gặp tần quốc thành tần quốc thành đã đưa lệ hàng đến đây xe dừng ở bên ngoài Lôi Bần đưa Lê Cảnh An và đi về phía khách sạn. Chờ cho Lôi bận rời đi, Lê Văn Vân sờ mũi, đi về phía ven đường. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một chiếc xe địa hình đậu bên đường và bước tới đó. Cửa kính xe hạ xuống, Tần Quốc Thành nhếch môi cười nói, "Cậu nhóc, hôm nay xem cậu biểu diễn rồi." Lê Văn Vân nhìn về phía Lê Hàng trong xe. Hôm nay ông ta mặc một bộ vest và đi giày da, vẻ mặt trông rất bình thường, nhưng trong mắt ông ta lại thoáng qua một chút sợ hãi. Audio điện tử võ tấn bền. Lát nữa ông yên phận chút, Lê Văn Vân nói, chỉ cần thành thật nói ra hết mọi thứ là được rồi. Lê Hàng vội vàng nói, tôi sẽ. Mặc dù chỉ mới được Tần Quốc Thành đưa về Lâm Hải ngày hôm nay, nhưng ông ta cũng biết chính xác những gì đã xảy ra với nhà họ Lê trong vòng một tuần này. Và chính Lê Văn Vân đã gây ra tất cả những hậu quả này. Lê Văn Vân gật đầu nói, lát nữa khi nào cần đưa người lên thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông không thành vấn đề, Tần Quốc Thành cười khà khà nói. Lê Văn Vân gật đầu, đi tìm một quán cà phê và mua hai ly cà phê, sau đó anh đi về phía lối vào của khách sạn Thịnh Tinh. Mỗi lần đến tổng kết cuối năm hàng năm của nhà họ Lê, nhà hàng Thịnh Tinh sẽ hoàn toàn đóng cửa vào ngày này. Nói là tổng kết, nhưng trên thực tế, ở một mức độ nào đó, cũng là để phô trương thực lực của bản thân với các nhà khác ở Lâm Hải. Lúc này, ở cửa lầu một có mấy người trẻ tuổi đứng đó. Đó là Lê Tử Thiện, Lê Hoán và một số người trẻ tuổi nhà họ Lê. Tất cả đều mặc vest và đi giày da, hoặc là đều mặc lễ phục, trang phục lộng lẫy đến tham dự. Nghênh đón khách khứa vẫn luôn là việc do thế hệ trẻ nhà họ Lê đảm nhận. Lê Văn Vân nhìn ra xa, phát hiện vừa lúc Diệp Kỳ đưa hai người Diệp Hinh và Diệp Mộng đi dọc trên thảm đỏ. Chương 302, để xem cậu đắc ý được bao lâu. Đúng vậy, Lê Tử Thiện thực sự tức giận về những gì nhà họ Diệp đã làm anh ta chế nhạo diệp kỳ à gia nghiệp của nhà họ lê chúng tôi lớn có thể chịu được sức ép nhưng còn các người lần này nuốt nhiều như vậy từ trong miệng của chúng tôi cho chuyện này qua đi các người sẽ phải di ra toàn bộ hơn nữa còn phải cấp lại diệp kỳ tức giận đến nỗi không kìm được diệp mộng vội vàng kéo anh ta nói anh đừng so đo với anh ta làm gì thiệp mời cho chúng ta đi vào mà lúc này lê tử thiện mới nhìn về diệp hinh ở phía sau nói ha ha ngay cả Diệp Hinh cũng dẫn theo rồi. Cô không cảm thấy xấu hổ về chuyện 9 năm trước sao? Bây giờ cũng đã lập gia đình rồi, còn ra ngoài để mất mặt xấu hổ nữa. Tôi cũng lấy làm tiếc cho người anh em đã cưới cô, cái sừng này quá cao nha. Tất cả những người giàu có ở Lâm Hải đều biết máu trinh của Diệp Hinh đã bị Lê Văn Vân lấy mất mà. Nói đến đây, anh ta cười nhạo nói, tôi nghĩ là cô cứ tránh trong nhà mỗi ngày, đừng ra cửa đứng thì hơn. Bên cạnh, mấy người trẻ tuổi phụ trách tiếp đón của nhà họ Lê đều cười ầm lên. Diệp Hinh nghe vậy thì thân thể khẽ run lên, Diệp Kỳ tức giận đến mức nổ đom đóm mắt, nắm chặt bàn tay lại và hét lên, lệ tử thiện, con mẹ mày. Mặc dù đang chửi thề và siết chặt nắm đấm nhưng anh ta không dám ra tay. Diệp Kỳ biết rõ ràng lần này nhà họ Lê đang dối ghen, bản thân anh ta cũng được lợi nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết những lợi ích này. Hơn nữa lạc đà chết còn to hơn ngựa, vì suy nghĩ cho dòng họ nên anh ta không dám vung ra cú đấm này. Nhìn thấy dáng vẻ thở phì phò mà lại không thể làm gì của Diệp Kỳ thì Lê Hoán ở bên cạnh cười suy không nói tiếng nào. Lê Tử Thiên nhìn Diệp Kỳ với vẻ mặt khinh thường. Tôi thích cái kiểu anh nhìn tôi với vẻ không vừa mắt như thế nhưng lại không làm gì được tôi cả. Anh ra tay đi. Đôi mắt Diệp hình đỏ hoe. Cô ta muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại muốn chứng kiến sự thật của 9 năm trước nên chỉ có thể đứng tại chỗ thân thể khẽ run lên. Diệp Mộng ngăn cô ta lại, sau đó nói với Diệp Kỳ anh, đừng so đo với họ nữa, chúng ta vào đi. Sắc mặt Diệp Kỳ vô cùng khó coi, anh ta ném thư mời cho Lệ Tử Thiện rồi xoay người bước vào khách sạn. Lê Văn Vân đứng bên cạnh quan sát, anh không nói gì, cũng không nói giúp những sự lạnh lùng trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Chương 303, bây giờ người trẻ tuổi ra tay thật độc ác. Nói xong, anh lấy thư mời ra ném cho Lệ Tử Thiện, lười nói nhảm với anh ta, định bước vào trong. Đúng lúc này, Lệ Tử Thiên cười nhạt bước tới, chặn đường Lê Văn Vân lại nói: "Xin lỗi, buổi họp tổng kết cuối năm của nhà họ Lê chúng tôi là nơi xuất hiện của những người thượng lưu, không phải là nơi để những kẻ thuộc tầng lớp cặn bã trong xã hội đến, càng đừng nói một kẻ phạm tội hiếp dâm như cậu. Nếu cậu vào thì đẳng cấp của bữa tiệc này sẽ bị hạ thấp đi." Lê Văn Vân khẽ cau mày. Anh chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã vang lên một giọng nói: "Đúng vậy, nơi này là nơi mà loài người như anh nên đến sao?" Lê Văn Vân quay đầu lại và thấy có ba người đang đi phía sau mình, trong đó có hai người mà Lê Văn Vân rất quen thuộc, đó là Liễu Bạch và Liễu Tinh Nữ. Ngoài ra còn có một ông già mặc áo khoác dài, tuy rằng đã già nhưng lại rất hồng hào, ánh mắt rất bình tĩnh, không giống như những ông già bình thường, trong đôi mắt kia hiện lên một tia âm u. Hơn nữa tự nhiên đường đi được giạt ra hai bên. Ông nội Liễu, nhìn thấy ông già, Lê Tử Thiện vội vàng đi tới lễ phép nói. Liễu Vân Sơn hài lòng nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi, "Cậu là Lê Văn Vân?" Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó gật đầu. Liễu Bạch nói, "Ông ơi, thằng nhóc này chính là kẻ bại hoại 9 năm trước của nhà họ Lê, cũng chính anh ta đã đánh cháu thành ra thế này." Liễu Vân Sơn nhìn Lê Văn Vân cười nói, "Bây giờ người trẻ tuổi ra tay thật độc ác." Lê Văn Vân hờ hững nhún vai, không nói gì. Quả nhiên người từng ngồi tù rất có cá tính. Liễu Vân Sơn nói, chẳng lẽ cậu đã đánh cháu của tôi mà không định giải thích gì sao? Ông muốn giải thích điều gì? Lê Văn Vân cười tủm tìm hỏi. Ví dụ, xin lỗi cháu trai của tôi một cách đường hoàng. Liễu Vân Sơn bình tĩnh nói. Liễu Bạch cười gần nói, đúng vậy, mau quỳ xuống xin lỗi tối, khiến tôi vừa lòng thì có lẽ sẽ bỏ qua chuyện này. Bằng không, sẽ cho anh hiểu được đây chính là Lâm Hải. Liễu Tinh ngữ cao mày, nhìn Lê Văn Vân mà không nói gì cả. Liễu Vân Sơn chỉ bình tĩnh nhìn Lê Văn Vân, hiển nhiên là ngầm đồng ý với lời nói của Liễu Bạch. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nhìn về phía Liễu Bạch nói, đúng là giáo dục gia đình kém thì chỉ dạy ra được một kẻ não tàn. Hả? Ngay khi Lê Văn Vân vừa dứt lời thì những người trong nhà họ Lê đều rất kinh ngạc, họ không ngờ rằng Lê Văn Vân lại dám sỉ nhục Liễu Vân Sơn như thế này. Liễu Vân Sơn là ai chứ? Có thể ông ta không phải là người giàu có nhất Lâm Hải nhưng chắc chắn là một trong những người có địa vị cao nhất, không ai dám tự ý khiêu khích ông ta. Đám người Lê Tử Thiện nở một nụ cười hiểm độc, sau đó họ nhìn Lê Văn Vân như là đang xem kịch hay vậy. Chương 304, vị trí của hai người là ở cuối cùng. Liễu Tinh Ngư ở bên cạnh nhíu mày, sau đó dìu Liễu Vân Sơn vào bên trong khách sạn. Lê Văn Vân đi thang máy thẳng lên tầng 3, chẳng mấy chốc đã lên đến nơi. Chỗ này đã bày đầy bàn tiệc, bên trong cũng đã có rất nhiều người. Hầu hết những người này đều tham dự sự kiện trong trang phục tham dự hội nghị, đúng là cách ăn mặc của Lê Văn Vân đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự việc của 9 năm trước, quả thật đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong giới thượng lưu. Hầu hết mọi người đều biết nhà họ Lê đã sinh ra một kẻ gian dâm với con gái nhà họ Diệp, họ cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Lê Văn Vân. Nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, nhiều người bắt đầu chỉ trỏ. Lúc trước nghe nói tên này đã về, còn tưởng rằng nói giỡn, không phải trước đây đã phán là tù trung thân sao. Cũng không biết nữa, đoán chừng anh ta có quen biết với lôi bân, chắc là lôi bân kéo anh ta ra tù chăng. Đúng vậy, anh nhìn xem anh ta đi thẳng tới chỗ lôi bân ngồi xuống kia. À, vừa rồi tôi nhìn thấy cô gái nhà họ Diệp 9 năm trước cũng ở đó, chuyện này thật thú. Vi, giữa cuộc nói chuyện, Lê Văn Vân vượt qua đám đông và đi thẳng về phía trước. Tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, vị trí ngồi rất được xem trọng, vị trí càng gần ở trung tâm thì địa vị ở Lâm Hải càng cao. Ví dụ như tập đoàn Hán Vũ, doanh nghiệp hàng đầu như vậy, đương nhiên là ở vị trí gần phía trước nhất rồi. Tất nhiên, vị trí đứng đầu vẫn là nhà họ Lê. Lê Văn Vân đi qua đám đông và đến trước mặt Lôi Bân với Lê Cảnh An. Lê Cảnh An nhíu mày, vẻ mặt không dễ coi cho lắm. Rõ ràng là những tiếng chỉ trỏ bàn tán xung quanh khiến ông ấy không thể chấp nhận được. Lê Văn Vân thở dài, nói thầm trong lòng, bố, chờ một lát, chờ một lát, sự thật sẽ rõ ràng ngay thôi. Anh bước đến cạnh bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Chương 305, xin cứ tự nhiên. Lê Trung Hằng, xem ra một tuần nay nhà họ Lê bị rơi mất thịt vẫn chưa đủ để ông đau lòng sao? Lôi Bán cười nói, vậy được rồi, chúng ta cứ từ từ chơi thôi. Nghe thấy những lời của Lôi Bân, khóe miệng Lê Trung Hằng khẽ giật giật. Không đau lòng ư? Bây giờ ông ta đã đau lòng muốn chết rồi đây. Với tình hình hiện giờ, trong dòng họ đã có rất nhiều lời nói dị nghị với người cầm quyền của nhà họ Lê. Nếu không phải có ông cụ trấn giữ thì có quỷ mới biết sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa. Trong lần tổng kết cuối năm này, họ vẫn quyết tâm làm với mục đích là muốn nói với các công ty ở Lâm Hải rằng nhà họ Lê của chúng tôi vẫn còn vững mạnh đồng thời họ muốn mượn sức của một số công ty để giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đúng thật, quá khó khăn rồi. Đương nhiên ông ta cũng không thể thua về khí thế được nên cười nói, nhà họ lê chúng tôi làm ăn lớn, chút thiệt hại còn con ấy chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Còn tập đoàn hãn vũ thì sao? Tổn thất cũng rất lớn phải không? Có lẽ mấy cổ đông của ông cũng sắp phát điện lên rồi. Lôi bán cười khẽ các cổ đông của chúng tôi rất tin tưởng tôi cho dù tôi lấy tập đoàn hãn vũ ra chơi đùa cũng không sao cả. Lê Trung Hằng cười gần, dường như không muốn khiêu chiến với ông ta nữa mà nhìn Lê Cảnh An và Lê Văn Vân nói, bây giờ, lập tức đi ra phía sau, mấy người ngồi ở đây không thấy xấu hổ sao. Lê Văn Vân ngẩng đầu liếc nhìn ông ta, sau đó khe khẽ cười nhưng không nói tiếng nào. Lát nữa khi Lê Hằng xuất hiện trên sân khấu thì chắc chắn vẻ mặt của ông ta sẽ cực kỳ đặc sắc. Chúng ta đi ra phía sau đi lê văn vân nói với lê cảnh an lôi bân đứng dậy và nói mọi người đều là người của tập đoàn hãn vũ thì phải đồng cam cộng khổ tổng giám đốc lê đã chướng mắt tập đoàn hãn vũ của tôi như vậy thì chúng tôi đi ra phía sau là được chứ gì nhất định sau này tổng giám đốc lê sẽ phải hối hận lê trung hằng mỉm cười nói xin cứ tự nhiên lúc này hoàng lượng ở bên cạnh cũng đứng lên nói chủ tịch lôi ngân hàng tân hải chúng tôi cũng sẽ đi cùng ông lê trung hằng hơi sửng sốt Vị trí của ngân hàng Tân Hải được đặt ở nơi này, hầu hết các công ty sẽ không chọn làm kẻ thù của ngân hàng, huống chi ngân hàng Tân Hải là con cưng của những người giàu có. Những lời đã nói ra rồi, Lê Trung Hằng không muốn mất mặt, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Vậy thì chúng ta cũng đi ra phía sau thôi. Lúc này, Trần Mỹ Huyên cũng khẽ cười, bà ấy nhìn Lê Văn Vân. Lê Trung Hằng liếc nhìn Trần Mỹ Huyên, ông ta không hiểu tại sao Trần Mỹ Huyền lại chọn cách đứng xếp hàng vào lúc này. Ông ta nhớ rõ là tập đoàn Hãn Vũ và tập đoàn Hoàn Vũ không có tới lui hợp tác kinh doanh gì cả. Vì ngân hàng Tân Hải Trăng. Trong lúc ông ta nói chuyện, nhóm người cũng đứng lên và đi về phía sau. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh này, họ không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ bàn tán xôn xao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 306 ông định giúp nhà họ Lê à. Lát nữa cô sẽ biết, cực kỳ đặc sắc, Lê Văn Vân liếm môi sau đó hỏi người đàn ông đeo kính vàng đó là ai thế có vẻ là người rất có địa vị đúng vậy vừa rồi khi anh ngồi xuống nhìn thấy người đàn ông đeo kính vàng nói chuyện với lê trung hằng thì có vẻ lê trung hằng rất kiêng rẻ ông ta ông ta trần hy bĩu môi nói ông ta là bố tôi nhưng đã ly hôn với mẹ tôi cũng rất hiếm khi đến thăm chúng tôi lê văn vân ngẩn người kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên đồng thời bên tai cũng chuyển đến một giọng nói Sao Lý Hàng nhà họ Lý ở Yến Kinh cũng đi về phía sau rồi? Má ơi, không phải ông ta cũng muốn ngồi phía sau đó chứ? Đây chính là ông chủ của tập đoàn Thiên Vân mà. Nghe vậy, vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi giật giật. Dòng họ Lý ở Yến Kinh là một dòng họ giàu có nhất trong nước, cũng là một trong những dòng họ hàng đầu của cả nước. Chẳng trách khi Lê Trung Hằng giáp mặt với ông ta lại rất lịch sự, lần này đặc biệt mời ông ta đến đoán chừng cũng muốn bản chuyện hợp tác làm ăn. Lê Văn Vân không ngờ rằng Trần Hy và Trần Mỹ Huyên lại có mối quan hệ với nhà họ Lý ở Yến Kinh. Thảo nào hồi nãy Trần Mỹ Huyên không để ý đến những lời đe dọa của nhà họ Lê. Lý Hàng đi tới chỗ đám người Lê Văn Vân, mỉm cười với Lôi Bân, sau đó ngồi xuống nói, Chủ tịch Lôi, thật ra, ông và nhà họ Lê cạnh tranh như vậy thì chẳng có lợi cho ai cả. Lê Trung Hằng kêu ông qua đây nói chuyện với tôi à? Lôi Bân hỏi, cứ coi như vậy đi. Lý Hàng cười nhẹ nói, tôi nghĩ vậy là đủ rồi, ông cũng đã cắn một miếng thịt của nhà họ Lê rồi mà. Trước khi tới đây tôi đã nói với tổng giám đốc Lê, thật ra tôi rất muốn khuyên giải, hòa khí phát tài mà. Lôi Bân nheo mắt, liếc nhìn Lê Văn Vân, sau đó hỏi, nếu tôi không muốn thì sao? Ông định giúp nhà họ Lê à? Lý Hàng nâng gọng kính lên, cười nói, chắc là vậy, thương trường là chiến trường mà. Lúc đầu tôi cũng định phát triển sự nghiệp ở Lâm Hải, sau đó lại rời đi trao tập đoàn Hoàn Vũ cho Mỹ Huyên. Ông muốn thì cứ lấy lại đi, ai thèm chứ? Trần Mỹ Huyên cười khẩy. Lý Hàng bất đắc dĩ cười nói, nhưng lần này tôi cho rằng là một cơ hội khác. Hai ông lớn đấu đá, đúng là tôi cũng có một cơ hội để chen chân vào. Vậy ông định đúng với nhà họ lên nuốt trưởng tập đoàn hãn vũ của chúng tôi sao? Lôi bân cười mỉa mai hỏi, mấy người có nuốt trôi được không đó? chương 307 những doanh nhân này đang đi qua đi lại bàn tán. Những điều họ bàn tán chính là sự chấn động gần đây của nhà họ Lê và nhà họ Vưu, đồng thời cũng bàn tán về sự xuất hiện của Lê Văn Vân và Lê Cảnh An. Có điều họ lại không biết những chuyện của nhà họ Lê và nhà họ Vưu đều là do Lê Văn Vân làm. 12 giờ trưa, ở giữa sân khấu, Lê Trung Hằng bước lên bục sân khấu, cúi đầu chào mọi người, sau đó cầm lấy micro nói, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tổng kết cuối năm của nhà họ Lê chúng tôi. Tôi rất vinh hạnh trong khoảng thời gian gần một năm này Ông ta nói nhăng nói cuội một hồi Chủ yếu là khoe khoang những chuyện mà nhà họ Lê đã làm trong một năm nay Nói nhảm trong trong khoảng 7-8 phút Sau đó mới chuyển chủ đề Đương nhiên, gần đây thì sao? Bởi vì một vài nguyên nhân mà nhà họ Lê đã xảy ra một vài rắc rối nho nhỏ Tất nhiên chỉ là những rắc rối nho nhỏ mà thôi Nhân cơ hội có những rắc rối này mà tôi cũng xin tuyên bố vài chuyện Chuyện đầu tiên Nhà họ Lê chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bất động sản với tập đoàn Thiên Vân của nhà họ Lý ở Yến Kinh." Ông ta vừa dứt lời thì mọi người đều ồ lên. Quả không hổ là nhà họ Lê, có thể hợp tác được với tập đoàn Thiên Vân. Nếu cuộc hợp tác thành công thì e rằng những công ty nhắm vào nhà họ Lê phải cân nhắc lại. Chỉ e là tập đoàn Hán Vũ sẽ gặp khó khăn đấy. Trong lúc trò chuyện, nhiều người cũng nhìn về phía Lý Hàng. Lý Hàng mỉm cười chứ không nói gì nhiều cũng có người nhìn về phía lôi bân, ông ta ngồi đó với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Lê Trung Hằng cười nhẹ nói, mọi người đều biết rõ tình hình của nhà họ Lê chúng tôi, muốn cắn một miếng thịt của chúng tôi thì sẽ bị chúng tôi cắn lại cho tỉnh ngộ. Đương nhiên, nhân dịp hôm nay là ngày tổng kết hàng năm nên tôi cũng hoan nghênh tất cả các công ty, doanh nghiệp gia đình bàn chuyện hợp tác với nhà họ Lê chúng tôi. Nhìn thấy phản ứng của đám người có mặt, những người họ Lê ngồi phía trước thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Lê Tử Thiện, anh ta cười nhạt rồi quay đầu nhìn về phía Lê Văn Vân ở đằng sau. Nói đến đây, Lê Trung Hằng cười khẩy nhìn về phía hàng ghế sau nói, đương nhiên ở đây phải nhắc tới một chuyện, đó là chủ tịch Lôi của tập đoàn Hãn Vũ của chúng ta. Chương 308 đúng là lũ khinh người. Đúng là lũ khinh người. Trong 9 năm qua, ông ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng đám người này đa phần đều là những người có máu mặt ở Lâm Hải, lúc bọn họ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ông ấy và Lê Văn Vân, trong lòng lê cảnh an có một sự áp lực rất lớn vì chuyện của lê văn vân mà 9 năm qua ông ấy đã gần như không tranh không giành gì hết mất đi rất nhiều bạn bè thân thích ông ấy vốn tưởng rằng mình đã quen rồi nhưng khi chuyện cũng được nhắc lại khi tất cả mọi người nhìn ông ấy bằng ánh mắt dị thường ông ấy vẫn thấy hơi không chịu đựng được còn lê văn vân đứng ở bên cạnh lại mang vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên anh kéo tay bố mình hờ hững nói bố đừng để ý đến những ánh nhìn ngu ngốc đó trên sân khấu lê trung hằng tiếp tục nói chủ tịch lôi chẳng lẽ ông không biết chuyện này ư năm đó chuyện này đã gây ở mỹ lớn đó loại người bị bao nhiêu người hắt hủi này nhà họ lê chúng tôi đã gạch tên bọn họ ra khỏi gia phả từ lâu rồi nhắc đến cũng phải xin lỗi mọi người dù sao bọn họ cũng mang họ lê nhưng chỉ là chi thứ trong gia tộc chúng tôi thôi nhà họ lê chúng tôi thế mà lại có loại cặn bã như này nhưng sau khi chúng tôi gạch tên bọn họ ra khỏi gia phả không nói đến việc chủ tịch lôi thu nhận bọn họ, chỉ là Lê Cảnh An lại dám đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc, Lê Văn Vân vừa mới về Lâm Hải đã được tuyển vào tập đoàn Hãn Vũ rồi. Lê Trung Hằng nói, chủ tịch lôi à, các ông tuyến loại người như vậy vào thì tôi thực sự lo lắng cho tập đoàn của các ông đó. Sắc mặt lôi bân cũng không được tốt cho lắm, ông ta thầm mắng một câu, má nó, lão già này lại dám trực tiếp nhắc đến những chuyện này trên sân khấu, đúng là không biết xấu hổ. Lê Trung Hằng cười nói, "Ôi chao, cô Diệp Hinh, đương sự trong chuyện của năm đó cũng có mặt ở đây." Đối với một tiểu thư đài các như cô ấy, chuyện này sẽ tạo nên bóng ma tâm lý lớn đến mức nào nhỉ? Ông ta nói hoang oang như vậy trên sân khấu, đám đông bên dưới cũng xì xào bàn tán, bọn họ đều nhìn về phía Lê Văn Vân. Liễu Bạch ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, nhếch mép lên nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta và Lê Tử Thiện, Lê Hoàn, Phương Quân, Phương Duệ một đám phú nhị đại đỉnh cấp của Lâm Hải đều ngồi tụ lại ở đó. Đám người này ít nhiều đều có mâu thuẫn với Lê Văn Vân, thấy Lê Văn Vân bị người ta sỉ nhục và lăng mã như vậy, trong lòng bọn họ rất sung sướng. chương 309, tất nhiên là vậy rồi, tất cả mọi người đều biết quyền hạn của chiếc thẻ kim cương này. Tấm thẻ này có khả năng huy động hàng trăm tỷ tiền mặt, đồng thời còn có nhiều đặc quyền khác nhau. Người sở hữu thẻ kim cương, ở một mức độ nhất định, còn có địa vị cao hơn cả tổng giám đốc ngân hàng chi nhánh. Trước đây Liễu Vân Sơn đã từng gọi điện cho Hoàng Lượng để nói đến chuyện này. Nhưng khi đó Hoàng Lượng đã cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông ta. Bây giờ, ông ta nói ra điều đó ngay trước mặt mọi người là đang ép buộc Hoàng Lượng phải thỏa hiệp. Khách hàng của ngân hàng Tân Hải đều là những người giàu có, mà người tham gia bữa tiệc này, đa phần đều là khách hàng của ngân hàng Tân Hải. Nếu quyền hạn của thẻ kim cương bị cự tuyệt, ngân hàng tân hải sẽ mất đi danh tiếng của mình ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây lại từ từ đặt lên người hoàng lượng hoàng lượng nhìn lê văn vân nở một nụ cười sau đó ông ta đứng dậy xuyên qua đám đông bước tới sân khấu một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lê trung hằng nếu có thể khôi phục hợp tác với ngân hàng tân hải thì nhà họ lê sẽ dễ thở hơn rất nhiều cộng thêm sự gia nhập của tập đoàn thiên vân bọn họ sẽ tiến hành phản kích hoàng lượng bước lên sân khấu cầm micro nhìn liễu vận sơn mỉm cười nói ông liễu ông chắc chắn là muốn giúp đỡ nhà họ lê chứ liễu vân sơn gật đầu đáp tất nhiên là vậy rồi ánh mắt hoàng lượng lướt qua tất cả mọi người dưới khán đài nói nếu ông liễu đã nói như vậy tiếp sau đây tôi sẽ tuyên bố một chuyện bên dưới đám người nhà họ lê ai nấy đều ngập tràn vẻ vui sướng trên khuôn mặt lúc này hoàng lượng bình tĩnh nói tôi xin tuyên bố ngân hàng tân hải sẽ thiếu đi một chiếc thẻ kim cương Chúng tôi sẽ hủy bỏ thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn cùng một loạt các quyền hạn của thẻ. Hiện giờ chỉ có 8 chiếc thẻ kim cương được phát hành thôi. Ngoài ra, ngân hàng Tân Hải chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với tập đoàn Hãn Vũ. Ừm. Uhm, ngay khi tin tức này được công bố, nó đã như một quả bom có lực sát thương cực mạnh được ném vào trong đám đông. Ngân hàng Tân Hải là nơi nào chứ? Đó là ngân hàng mà người có tiền yêu thích nhất. Không ai biết khối tài sản bọn họ sở hữu khủng khiếp đến mức nào lý hàng không đại diện cho nhà họ lý ông ta chỉ đại diện cho tập đoàn thiên vân thôi mà tập đoàn thiên vân chỉ là một doanh nghiệp trực thuộc nhà họ lý ở yến kinh hơn nữa bọn họ chỉ đang hợp tác về các dự án bất động sản mà theo như hoàng lượng vừa tuyên bố ngân hàng tân hải sẽ hợp tác toàn diện về mọi mặt với tập đoàn Hán vũ khi tin tức này được đưa ra tất cả người nhà họ lê đều sửng sốt đến ngây người lê vĩnh xanh người đang ngồi ở vị trí hàng đầu tiên bắt đầu thở dốc còn trên sân khấu, ánh mắt Lê Trung Hằng đã trở nên ngây ngốc. Ông ta vốn định sử dụng quyền hạn của Liễu Vân Sơn để khôi phục quan hệ hợp tác với các ngân hàng Tân Hải. Kết quả, ông ta không thể ngờ là không những không thể khôi phục sự hợp tác, mà còn khiến ngân hàng Tân Hải hủy bỏ thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn. Thay vào đó, bọn họ còn tuyên bố sẽ hợp tác toàn diện với tập đoàn Hán Vũ. Trường 310 cũng không đến nỗi thế đâu ông ta gần như có thể thấy trước cảnh tượng khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai, ngay cả khi đã có tập đoàn Thiên Vân tham gia, thị trường chứng khoán của nhà họ Lê chắc chắn sẽ đình trệt. Ở bàn sau, lồi bân hơi sững sờ một chút, sau đó quay sang nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ. Thật ra anh không biết chuyện này thật, tận đến khi Hoàng Lượng tuyên bố, anh mới sững sờ một lúc. Tuy nhiên, đại khái anh cũng đoán ra được rằng có lẽ Hoàng Lượng đã báo cáo với các ông lớn ở Yến Kinh rồi, chuyện này do bên đó hạ lệnh xuống. Lý Hàng ngồi bên cạnh nhíu chặt mày lại. Ngân hàng Tân Hải đã vào cuộc. Ông ta không ngờ Ngân hàng Tân Hải lại can thiệp vào. Bản thân nhà họ Lý và Ngân hàng Tân Hải đã có rất nhiều hợp tác. Ông ta nhìn lôi bân, hờ hững nói, chủ tịch lôi, không ngờ quan hệ giữa ông và Ngân hàng Tân Hải lại tốt đến vậy xem ra hợp tác giữa tôi và nhà họ Lê cũng có thể không cần bàn đến nữa. Lôi bán cười khẩy một tiếng, lão già này đúng là gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Trần Mỹ Huyên tỏ ra kinh ngạc, bà ấy nuốt nước miếng, nói, bây giờ, e là nhà họ Lê sắp xong đời rồi. Cũng không đến nỗi thế đâu, Lý Hàng nói, căn cơ của nhà họ Lê vẫn còn đó. Vốn riêng của bọn họ rất dồi dào, tuy nhiên có thể không tránh khỏi sự thất bại, nhưng không biết thất bại lần này của họ sẽ kéo dài bao lâu những người xung quanh đang bàn luận rất sôi nổi người nhà họ lê cũng nghe được kha khá tiếng bàn tán vốn dĩ bọn họ muốn dựa vào buổi tổng kết cuối năm này để chờ mình nhưng bây giờ dường như nó đã trở thành tín hiệu thông báo cho sự suy tàn của nhà họ lê lê văn vân ngồi bên cạnh sờ mũi của mình nói đã xong chưa vậy vậy để tôi tung ra chiêu cuối cùng nghiền nát bọn họ nhé nói xong anh lấy điện thoại ra Tìm WeChat của Tần Quốc Thịnh, nhẹ giọng nói, có thể đưa vào rồi. Hiện trường trở nên ồn ào, hỗn loạn. Lúc này, sắc mặt của tất cả người nhà họ Lê đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngân hàng Tân Hải đã hoàn toàn nhập cuộc chơi, khiến cả nhà họ Lê không biết nên xoay sở thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 311, buổi biểu diễn chính đã bắt đầu. Tiếng động đó cũng khiến những tiếng bàn tán dần, dần dần dừng lại cả hội trường chìm vào sự tĩnh lặng. Trước cửa, một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó. Trông ông ta có vẻ hơi căng thẳng, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, nhìn vào bên trong. Đó chính là Lê Hàng, người được Tần Quốc Thịnh gọi tới. Tần Quốc Thịnh và những người gác đêm khác không bước tới, Lê Hằng cũng không dám tự ý làm liều. Lê Trung Hằng đứng trên sân khấu nhìn về phía cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Lê Hằng, ông ta đã sững sờ. Phía dưới, một số thành viên cấp cao của nhà họ lê cũng xứng người lại lê hằng đã mất tích một tuần bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây lê tử thiên nhìn lê trung hằng trên sân khấu mà lê trung hằng cũng nhìn anh ta khoảnh khắc đó trong lòng hai bố con họ đều dâng lên một dự cảm không lành đúng lúc này tất cả mọi người đều phát hiện người đang ngồi lẫn trong đám đông là lê văn vân cũng từ từ đứng dậy anh đi xuyên qua đám đông bước đến trước mặt lê hằng hờ hững nói đi thôi Diệp Mộng đang ngồi cách đó không xa. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đứng dậy, đi về phía lộ hàng, sắc mặt cô hơi thay đổi. "Anh ta sắp bắt đầu rồi ư?" Diệp Kỳ nói. Người Diệp Hình khẽ run lên, bắt đầu từ lúc bước vào đây, lúc Lê Văn Vân cũng xuất hiện tại nơi này, cô ta cũng đã phải chịu một áp lực rất lớn. Nhưng cô ta vẫn luôn cố gắng gắng ngược, vì Diệp Mộng đã nói, Lê Văn Vân sẽ rửa sạch nỗi oan khuất của 9 năm trước. Với tư cách là người có liên quan đến chuyện năm đó, cô ta cũng muốn tận mắt chứng kiến tất cả. Hơn nữa, trong lòng cô ta cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cô ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Nhìn người đàn ông chậm rãi xuyên qua đám đông ở đằng xa kia, trong ký ức của cô ta, anh vẫn là một chàng trai hăng hái tràn đầy sức sống, còn bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành. Trước mắt cô ta trở nên hơi mờ mịt lê cảnh an vốn đang ngồi ở bàn của lê văn vân cũng trở nên sửng sốt ông ấy biết lễ hàng nhưng ông ấy không biết tại sao lê hàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này tại sao lê văn vân lại bước qua đó nét mặt của những người khác cũng hiện lên vẻ nghi hoặc chỉ có lôi bân là nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười nhẹ buổi biểu diễn chính đã bắt đầu Trần Hy nghe thấy ông ta nói vậy liền nhớ đến những lời Lê Văn Vân vừa nói rằng muốn cho cô ấy nhìn thấy kịch vui, ánh mắt cô ấy cũng hiện vẻ hứng thú. Tất cả mọi người đều đang ngồi đó nhìn về phía hai người họ, điều này khiến cho Lê Hàng và Lê Văn Vân đang bước về phía sân khấu trông đặc biệt bắt mắt. chương 312 tôi đã làm nhục cô Diệp Hinh. Lê Văn Vân vừa đi vừa ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn tròng trọc vào Lê Trung Hằng, khóe miệng anh nhếch lên, nở nụ cười diễu cợt thấy nụ cười đó của Lê Văn Vân, Lê Trung Hằng chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Mấy người các cậu mau đuổi bọn họ ra ngoài đi! Lê Trung Hằng gào lên. Là một gia tộc lớn, trong nhà họ Lê có nuôi rất nhiều vệ sĩ riêng. Lúc này, Lê Trung Hằng đang vội vã gào lên với đảm vệ sĩ đó. Đám vệ sĩ bị điểm mặt cũng hoàn toàn không chút do so dự, bọn họ nhanh chóng xuyên qua đám đông, lao về phía Lê Văn Vân, chặn đường của Lê Văn Vân và Lê Hằng. Đúng lúc này, ánh mắt Lê Văn Vận hờ hững liếc nhìn mấy tên vệ sĩ đó. Trên người anh tự nhiên toát ra một luồng khí thế bức người, bốn người đang đứng trước mặt anh cũng không kìm được mà lùi về phía sau. Sau đó, bọn họ cứ thế trơ mắt nhìn Lê Văn Vân và Lê Hàng bước sang bên cạnh, đi thẳng lên sân khấu. Mà bọn họ thậm chí còn không dám có ý nghĩ muốn ra tay. Trên sân khấu, Lê Trung Hằng thấy đám vệ sĩ không ngăn Lê Văn Vân lại, liền gào lên các người đang làm gì vậy tôi bảo các người hết bọn họ ra ngoài cơm mà các người không nghe hiểu hả năm nào ông đây cũng trả cho các người bao nhiêu tiền để các người ăn không ngồi rồi hả ông ta đã phun ra những lời mắng nhiếc khó nghe ông ta biết một khi sự việc bị bại lộ sẽ có ý nghĩa thế nào với nhà họ lê ông ta hoàn toàn không dám tưởng tượng đến nhưng đảm vệ sĩ kia vẫn không dám ra tay ánh mắt vừa rồi của lê văn vân quá đáng sợ như thể nếu bọn họ dám động vào anh một chút thôi là bọn họ sẽ chết chắc vậy Lúc này, Lê Văn Vân và Lê Hàng đã bước lên sân khấu. Anh nhìn Lê Trung Hằng đang đứng ngây người ở đó, sau đó, ánh mắt anh chậm rãi quét qua đám người nhà họ Lê đang ngồi ở phía dưới. Ánh mắt Lê Văn Vân dừng lại trên người Lê Vĩnh Xanh một lúc lâu, rồi lại nhìn đám thanh niên của nhà họ Lê đang ngồi cách đó không xa, nhìn Lệ Tử Thiện, Lê Hoàn, Lệ Tử Dụ. Sau đó, anh hơi vươn tay ra, cầm lấy chiếc micro ở trong tay Lê Trung Hằng. Lê Trung Hằng hơi biến sắc, vừa định cướp lại micro thì đúng lúc này, lôi bân đã bật cười, nói, sao nào, tổng giám đốc Lê không dám để người khác lên tiếng hả? Lê Trung Hằng sao dám để Lê Văn Vân nói gì, lúc ông ta muốn đưa tay ra cướp lại thì tay của Lê Văn Vân đã tóm lấy bả vai ông ta, ngay sau đó, ông ta liền cảm thấy mình không thể cực quậy được nữa. Lê Văn Vân mỉm cười, giơ micro trong tay lên. Ngay giây tiếp theo, Giọng nói của Lê Văn Vân vang lên, tất cả những người đang có mặt ở đây đều cho rằng tôi là kẻ cưỡng dâm, 9 năm trước tôi đã làm nhục cô Diệp Hinh. Nói rồi, Lê Văn Vân nhìn về phía Diệp Hinh, trong ánh mắt đỏ thoáng hiện lên một vẻ áy náy. Sau đó, anh nói tiếp, tôi đã vào tù, rồi bố tôi bị nhà họ Lê gạch tên khỏi gia phả, ông ấy đã kiếm không biết bao nhiêu tiền của cho nhà họ Lê, sau khi ông ấy rời đi, nhà họ Lê còn bỏ đá xuống giếng hại ông ấy, cho đến khi ông ấy gia nhập tập đoàn Hãn Vũ. Bên dưới, nghe Lê Văn Vân nói vậy, người nhà họ Lê đều cau chặt mày lại. Dầm, chương 313, tất cả bọn họ đều có tham gia vào. Nói đến đây, ông ta lại điểm tên một số công ty, nói tất cả bọn họ đều có tham gia vào. Lê Hàng vừa dứt lời, hiện trường liền trở nên ồn ào hỗn loạn, mà bên dưới, hô hấp của Lê Vĩnh Xanh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Lời của Lê Hàng khiến hội trường trở nên nhốn nháo. Không phải chứ? Không lý nào lại vậy, tôi nhớ Lê Cảnh An chỉ là chi thử của nhà họ Lê, Lê Trung Hằng không cần thiết phải đối phó với ông ta. Liệu đây có phải là chiêu trò của Lê Văn Vân để rửa sạch tội danh cưỡng dâm của mình không? Xung quanh, những tiếng bàn luận cũng bắt đầu vang lên. Liễu Bạch đứng dậy, cười khẩy, nói, "Lê Văn Vân, anh đừng tỏ ra hèn kém trước mặt mọi người như vậy nữa." chủ Lê nắm quyền của cả nhà họ Lê, tại sao ông ấy lại phải ra tay với một người thuộc chi thứ như Lê Cảnh An. Bố anh dù có giỏi giang đến đâu thì nói trắng ra ông ta cũng chỉ là người làm công cho nhà họ Lê cả đời này mà thôi. Lê Văn Vân xoa mũi, nhìn Lê Hàng. Vẻ mặt của Lê Hàng lúc này cũng hơi căng thẳng, thấy ánh mắt của Lê Văn Vân, ông ta liền giật nảy mình, vội vàng nói là vì năm đó Lê Cảnh An thể hiện quá xuất chúng, ông cụ Lê Vĩnh sanh định cho ông ấy nhập vào chi chính, còn trao cho ông ấy 3% cổ phần làm phần thưởng. Nói rồi, ông ta bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện của năm đó. Cuối cùng để bôi nhọ danh tiếng của Lê Cảnh An, trong buổi họp mặt gia tộc, chúng tôi đã sai Lê Tử Thiện cho Lê Văn Vân uống thuốc mê. Sau đó lén lút đưa Lê Văn Vân đến khách sạn, tôi lấy điện thoại của cậu ta gọi cho cô Diệp Hinh, mời cô ấy đến đó, dáng người của tôi và Lê Văn Vân rất giống nhau. Chương 314 Lê Văn Vân thật sự bị oan mà nhưng bây giờ sự thật này lại được phơi bày ra ánh sáng anh ta kinh ngạc đến ngây người trên ghế toàn thân sụi lơ sắc mặt tái nhợt nhà họ lê sắp xong đời rồi lúc này trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó anh ta phải diễn thế nào đây những người khác ở lâm hải sẽ nhìn nhà họ lê thế nào đây bọn họ còn muốn hợp tác với nhà họ lê nữa không đây đó là chưa kể bây giờ ngân hàng Tân Hải đã tuyên bố sẽ áp đặt các chế tài về mọi mặt với nhà họ Lê, cú đấm cuối cùng này của Lê Văn Vân đã trực tiếp giảng nhà họ Lê xuống 7 tầng đất. Buổi họp cuối năm nay chính là khởi đầu cho sự đổ nát của nhà họ Lê. Lê Trung Hằng gầm lên, Lê Hàng, ông điên rồi hả? Rốt cuộc lôi bân đã cho ông lợi lộc gì? Tại sao ông lại vụ oan giá họa cho chúng tôi như vậy? Sao ông dám hắt nước bẩn của Lê Văn Vân lên đầu chúng tôi? Khóe miệng Lê Văn Vân khẽ nhếch lên, sau đó anh nhìn sang Lê Hàng, nói tung chứng cứ cuối cùng ra đi. Sắc mặt Lê Hàng không được tốt cho lắm, nhưng để giữ lấy cái mạng này, ông ta đành phải lấy điện thoại ra, sau đó cầm micro nói, lúc đó chẳng qua tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi. Tôi sợ song chuyên Lê Trung Hằng sẽ trở mặt nên đã giữ lại đoạn ghi âm lúc ông ta bàn bạc với tôi. Nói rồi, ông ta bắt đầu mở đoạn ghi âm đó ra cho mọi người cùng nghe. Trong đoạn ghi âm, Lê Trung Hằng gọi điện cho Lê Hằng, nói tiếp theo nên hành động như. Nào, tất cả mọi người có thể nghe ra đó đúng thực là giọng của Lê Trung Hằng. Lúc này, Lê Văn Vân thả tay ra khỏi bả vai Lê Trung Hằng, cả người ông ta sụi lơ, ngã bệt xuống đất. Ánh mắt Lê Văn Vân vẫn vô cùng bình tĩnh, anh từ từ liếc mắt quét qua đám người nhà họ Lê bên dưới, quét qua đám thành viên cao cấp của nhà họ Lê, quét qua Lê Vĩnh Xanh. Khoảnh khắc này, Lê Vĩnh Xanh như già đi 10 tuổi ông ta ngồi trên ghế sofa, thở gấp, cả người run rẩy. Đây là ông già đã từng chống đỡ cả nhà họ Lê, lúc này đầu óc ông ta đã sắp nổ tung rồi. Dòng dõi nhà họ Lê đã lưu truyền bao đời nay, hiển hách vinh quang ở Lâm Hải lâu như vậy, sau hôm nay chắc chắn sẽ xuống dốc. Lê Tử Thiện, Lê Hoàn, một loạt con cháu trì chính của nhà họ Lê, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nhìn dáng vẻ đó của bọn họ, Lê Văn Vân có một cảm giác sung sướng, thoải mái khó tả, tâm trạng bị đè nén 9 năm qua giờ phút này mới hoàn toàn được giải tỏa. Hiện trường nhún nháo náo động, tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Bên dưới, Diệp Hinh đang che miệng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. chương 315, không thành vấn đề. Sắc mặt Lê Trung Hằng xám xịt như cho tàn, ngồi bệt trên đất, ánh mắt nhìn Lê Văn Vân đầy vẻ bất mãn. Trong lúc mọi thứ vẫn đang hỗn loạn, Lê Văn Vân bước từ trên sân khẩu xuống, còn lê hằng cũng không dám ở lại lâu vội vàng chạy theo lê văn vân ông ta đã không thể quay lại nhà họ lê bây giờ có lẽ người nhà họ lê cũng muốn giết chết ông ta thay vào đó ở bên cạnh người gác đêm sẽ tương đối an toàn lê văn vân bước tới chỗ lê cảnh an mỉm cười với ông ấy nói bố con đã nói rồi con bị vụ oan mà con cũng sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân bây giờ tất cả chân tướng đã rõ ràng rồi lê cảnh an run rẩy đứng lên sau đó gật đầu chúng ta đi thôi lê văn vân nói với ông ấy hai lôi bân cũng đứng dậy dưới ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đó bọn họ bước về phía cửa những ồn ào ở mỹ ở đằng sau không liên quan gì đến bọn họ việc lê văn vân muốn làm là đưa sự thật ra ánh sáng cộng thêm sự nhập cuộc của ngân hàng tân hải vào hôm nay với hai đòn đả kích nặng nề này nhà họ lê chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi Chuyện tiếp theo là chỉ cần giao cho người ở bên cảnh sát đến điều tra là xong. Sau khi bước ra từ khách sạn, Lôi Bân Hưng phấn nói, má ơi, thật là sảng khoái quá đi. Vừa rồi mọi người có chú ý đến vẻ mặt của đám người nhà họ Lê không? Ông đây đã làm kinh doanh nhiều năm, trận chiến này phải nói là trận đánh đã đời nhất. Sau trận chiến này, giá trị thị trường của tập đoàn Hán Vũ chắc chắn sẽ tăng trở lại. Lê Văn Vân xoa mũi, đối với giá trị của tập đoàn Hán Vũ, anh cũng không để tâm lắm, vì anh không thiếu tiền. Mà lần này, anh vẫn tuân theo nguyên tắc của người gác đêm. Nhiều người không biết tại sao Lê Văn Vân có thể đột nhiên đứng lên phơi bày tất cả sự thật như vậy, bọn họ cũng không có tâm trí đầu mà suy nghĩ. Vì vụ bê bối này của nhà họ Lê đã là tin tức bùng nổ nhất rồi, thậm chí tại sao Lê Hàng lại tiết lộ chuyện này cũng không quá quan trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mai trên tiêu đề trang nhất của các phương tiện truyền thông có lẽ sẽ là vụ bê bối này. Dù bọn họ có suy đoán đông tây gì cũng chỉ đoán ra có lẽ Lôi Bân đã mua chuộc Lê Hàng, bảo ông ta phơi bày tất cả sự thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 316, bây giờ tôi phải đi chém tên đó. Cúp điện thoại, trong mắt Lê Văn Vân hiện lên một chút lo lắng nói, "Chủ tịch Lôi, bố, con có việc cần phải đi ra ngoài, con đi trước đây." Sau đó, anh không đợi Lôi Bân và Lê Cảnh An đồng ý đã trực tiếp chạy ra ngoài lê cảnh an nhìn thấy lê văn vân chạy ra ngoài thì khẽ cau mày ông ta cười nói thằng nhóc này cứ hấp ta hấp tấp như vậy lôi bân vỗ vỗ vai lê cảnh an nói cảnh an anh đã sinh được một đứa con trai ngoan lê cảnh an mỉm cười thực ra ông ấy cũng không hiểu ý của lôi bân ông ấy nghĩ vừa rồi chính lời nói của lê văn vân đã khiến tập đoàn hãn vũ chiếm thế chủ động trong cuộc chiến với nhà họ lê lần này nên mới khen ngợi lê văn vân chạy đến bên cạnh có một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu ở đó. Lê Văn Vân mở cửa xe chạy lên, trong xe có cả Tần Quốc Thành và Tất Hoa Vũ. Cùng lúc đó, Lê Hằng không biết đã chạy về lại từ lúc nào. Giờ đang ngồi ở hàng ghế sau với vẻ mặt lo lắng. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cả hai người sững sờ một lúc. Tần Quốc Thành mắng mỏ, cậu làm sao vậy? Sao cậu ra đây nhanh thế? Đây không phải là đại hội tẩy trắng của cậu sao? Chỉ cần nói sự thật ra là được. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra thì tốt rồi, cho nên không cần nói thêm, Lê Văn Vân nói, "Bây giờ anh mau lái xe đưa tôi đến một nơi." "Bác sĩ Phạm ở đó?" Tần Quốc Thành kinh ngạc hỏi. Lê Văn Vân gật đầu nói, "Ừ, có việc, tăng tốc đi." Anh không đề cập đến chuyện của Hoàng Thi Kỳ, Hoàng Thi Kỳ bây giờ không muốn trở lại người gác đêm. Lê Văn Vân cũng đồng ý với cô ta. Tần Quốc Thành gật gật đầu, nhanh chóng khởi động xe. Đến cửa khu nhà Lê Văn Vân nói: "Các người trở về đi." Tần Quốc Thành không nghĩ nhiều, gật đầu, lại khởi động xe. Còn Lê Văn Vân xông vào bên trong khu nhà, chẳng bao lâu, anh đã mở được cửa. Vừa đi vào, Lê Văn Vân liền ngửi được mùi nước khử trùng và mùi máu tươi. Trên ghế sofa, cả Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đều mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Số hai đầu, Lê Văn Vân vội vã cúi người lại gần hỏi. Ở trong phòng đỏ, Phạm Nhược Tuyết nói: Nơi Phạm Nhược Tuyết sống sẽ có một căn phòng được cải tạo thành phòng phẫu thuật. Đây là thói quen của cô, bởi vì cô là một người gác đêm. Mỗi lần cô đi đến đâu cũng có nghĩa là sẽ có tình huống nhiệm vụ, mà cô là bác sĩ của tiểu đội, nếu bị thương, nhất định sẽ phải điều trị hoặc phẫu thuật. Vì vậy nơi cô sống sẽ cải tạo một phòng phẫu thuật. Tôi sẽ đi gặp cô ấy, Lê Văn Vân nói. Hiện tại vẫn đang hôn mê, bị thương rất nặng, Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân cau mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết cụ thể là có chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm qua, tôi và Tiểu U đi tuần, cô ấy đã chủ động gọi điện cho chúng tôi. Lúc đó cô ấy đã bị thương rất nặng, Phạm Nhược Tuyết nói. Trước đó, Lê Văn Vân đã đưa số điện thoại của Hoàng Thi Kỳ cho Phạm Nhược Tuyết, lẽ ra Phạm Nhược Tuyết đã nên liên lạc với cô ta. Chương 317 chắc là trực giác. Liễu Vân Sơn nghiến răng đứng dậy nói, đàm phán với lôi bân đi, cùng lắm thì thỏa hiệp một chút. Không cần thiết phải đuổi cùng giết tận. Vân Sơn à, Lê Vĩnh xanh sờ sờ đầu mình, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao? Lôi bân hoàn toàn không phải là người chủ đạo trong chuyện này. Ý của ông là, Liễu Vân Sơn nhìn ông ta. Mọi người cũng nhìn về phía Lê Vĩnh Xanh, Lê Vĩnh Xanh thở dài nói các người không phát hiện à. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải khi trở về lâm hải cậu ta đã có quan hệ thân thiết với lôi bân sau đó bắt đầu điều tra chuyện của cậu ta cho đến tuần trước mới bắt đầu bùng phát ý của ông là mạc phi chính là lê văn vân cũng là người chủ đạo liễu vân sơn hỏi ông điên rồi dựa vào đầu là cậu ta chứ tôi không biết tại sao chắc là trực giác lê vĩnh xanh thở dài và nói nếu lôi bạn có thể kiểm soát tất cả những điều này nếu ông ta có sự hỗ trợ đầy đủ của ngân hàng tân hải phía sau với tính cách của ông ta, ông ta đã bắt đầu động tay động chân rồi. Bây giờ, tất cả những điều này quá trùng hợp, tôi buộc phải suy nghĩ theo hướng này. Vẻ mặt Liễu Vân Sơn khẽ động, sau khi nghĩ lại, ông ta vẫn cảm thấy điều đó là không thể. Lê Vĩnh Xanh thở dài, sau đó nhìn Lê Hoán bên cạnh nói, Lê Hoán, buổi tối giúp ông đến nhà Lê Cảnh An, đồng thời gọi Lê Lan tới. Lê Lan là con gái đến từ dòng thứ của nhà họ Lê, khi còn bé đã có một mối quan hệ không tồi với Lê Văn Vân. Nhưng sau tai nạn của Lê Cảnh An, để bảo vệ chính mình, bọn họ cũng cắt đứt liên lạc với Lê Cảnh An. Chuyện này, không cần thiết, tôi nghĩ Lê Văn Vân chỉ là con tốt của Lôi Bân mà thôi. Bên cạnh, Liễu Vân Sơn lắc đầu nói. Lê Vĩnh Xanh thở dài lắc đầu. Lê Văn Vân ở lại chỗ Phạm Nhược Tuyết cho đến tối. Hoàng Thị Kỳ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lê Văn Vân đến xem nhiều lần, sắc mặt hoàng thị kỳ tái mét, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Lê Văn Vân đau lòng không thể chịu được nhưng cũng không biết làm thế nào. Vào buổi chiều, trên mạng có rất nhiều tiêu đề của thành phố Lâm Hải phanh phui những chuyện về nhà họ Lê, gây náo động xôn xao. Thị trường chứng khoán của nhà họ Lê lại bắt đầu sụp đổ và bắt đầu rớt giá điên cuồng. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã không quan tâm đến tất cả những điều này. Buổi tối dùng bữa xong, trong lòng anh có chút không yên, dự định về nhà sẽ đánh tiếng với bố mẹ để chuyển đến chỗ phạm nhược tuyết sau khi chào phạm nhược tuyết lê văn vân vội vã về nhà vừa đến cửa nhà lê văn vân khẽ nhíu mày ở nhà anh nghe thấy rất nhiều tiếng nói anh nghe thoáng qua một lúc đại khái có khoảng mười mấy người cảnh an à khi anh còn ở nhà họ lê tôi đối với anh cũng đâu có tệ lắm quả thật lúc trước cũng thấy anh có năng lực tốt còn dự định để bạt anh vào dòng chính giọng của Lê Vĩnh Xanh vang lên, về chuyện lúc trước chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ. Đối với gia đình lúc đó, thanh danh thật sự quá kém. chương 318, lúc đầu tôi đã nhìn nhầm rồi. Tất nhiên, hầu hết mọi người vẫn là người thân của Tào Vân. Hiển nhiên mọi thứ trên mạng đã lên men, cùng với các bản tin truyền thông của Lâm Hải, tất cả bọn họ cũng đã biết chuyện này. Vì vậy mới chạy đến nhà để chúc mừng gia đình họ. Kết quả là không ngờ Lê Vĩnh Xanh lại đến đây lê văn vân đứng ở cửa nhìn lê vĩnh xanh một cách lạnh lùng và nói mời trở về đi gia đình chúng tôi không hoan nghênh ông lê văn vân lê vĩnh xanh nhìn lê văn vân nói chúng ta nói chuyện riêng đi nói rõ ràng mọi chuyện là được lê cảnh an nhìn lê văn vân và gật đầu với anh nếu là bản thân lê văn vân anh sẽ cảm thấy không có chuyện gì để nói với nhà họ lê ông hãm hại tôi tôi đánh trả một cái thôi nhưng ở độ tuổi của lê cảnh an có thể có nhiều mối quan tâm hơn, giống như việc ông ấy không muốn trở mặt với Tào Dung vậy. Đoán là ông ấy cũng hy vọng rằng Lê Văn Vân có thể lợi dụng mối quan hệ giữa Lê Văn Vân và Lôi Bân, không để mọi chuyện đi quá xa. Dù thế nào đi nữa, cũng phải cho nhà họ Lê một. Lối thoát, Lê Cảnh An là một người tốt bụng. Lê Văn Vân không nói gì, nhìn Lê Vĩnh Xanh nói, ông lại đây. Nói xong, anh lại liếc mắt nhìn Lê Hoàn, không nói gì. Ánh mắt Lê Hoán có hơi bất an, nhưng anh ta vẫn đẩy xe lăn đi theo phía sau Lê Văn Vân. Bên cạnh, cô gái kia cũng đi theo Lê Văn Vân vào phòng ngủ của anh. Lê Văn Vân đóng cửa lại, nhìn Lê Vĩnh Xanh và nói một cách bình tĩnh, thật ra, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Tôi chỉ nói ra sự thật lúc trước mà thôi, tôi không thể giúp gì cho nguy cơ của gia đình các người được. Nếu không vì bố tôi, tôi cũng không cần thiết nói chuyện với các người. Lê Vĩnh Xanh nhìn Lê Văn Vân, sau đó thở dài nói lúc đầu tôi đã nhìn nhầm rồi hả lê văn vân nhướng mày trong tất cả mọi chuyện cậu mới là người chủ đạo lê vĩnh xanh thở dài một hơi rồi nói vẻ mặt của lê văn vân khẽ dao động không ngờ lê vĩnh xanh lại đoán được anh nhún vai nói tôi không hiểu ông đang nói cái gì tôi nhận ra được là cậu muốn ẩn mình không muốn thừa nhận lê vĩnh xanh nói nhưng mọi thứ quá trùng hợp lôi bân chỉ là chủ tịch của tập đoàn hãn vũ Cổ đông đằng sau tập đoàn hãn vũ cực kỳ bí ẩn, bất luận ở đâu cũng không điều tra ra được. Mà khi cậu vừa trở về thì Lâm Hải lại thay đổi thất thường. Tôi đã sống nhiều năm như vậy, cũng biết được vài chuyện trong bóng tối. Trái tim Lê Văn Vân khẽ nhảy lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tuy rằng tôi không biết cậu ở tổ chức nào, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Lê Vĩnh Xanh thở dài nói, tôi đến đây, chỉ mong cậu nể tình cậu là người nhà họ Lê, trên người chảy dòng máu của nhà họ Lê, cũng như năm đó tôi đối xử với bố cậu cũng không tệ mà dơ cao đánh khẽ lê văn vân nhìn lê vĩnh xanh với đôi mắt sáng quắc lê vĩnh xanh nói lê trung hằng và lê tử thiện đã làm chuyện sai trái tôi sẽ không nói gì cả bọn nó nên đi tù thì đi tù vì những chuyện mà hai bố con chúng nó đã làm mà lần này nhà họ lê của chúng tôi đã phải chịu tổn thất nặng nề tôi hy vọng cậu có thể cho người nhà họ lê chúng tôi một lối thoát trong đó có không ít người là chú bác của cậu nhà họ Lê mà sụp đổ, bọn họ. Lê Văn Vân chế nhạo, chú bác, lúc bố tôi bị các người đuổi ra ngoài, lúc tôi phải gánh tội trên lưng mà vào tù, các người cũng đâu có nói chuyện hay như thế. Bên cạnh, Lê Lan bày ra vẻ mặt dối rắm mà nói, anh Văn Vân, lúc đó không phải là mọi người không quan tâm đến gia đình anh. Chỉ là lời Lê Trung Hằng đã nói lúc đó, mọi người không dám làm trái lời ông ấy. Bây giờ Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện cũng đã phải trả giá, Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Lê Lan. chương 319, không thành vấn đề. Tào Vân nghe vậy liền tỏ vẻ tươi cười nói, vậy thì dọn ra ngoài nhanh đi, con cần chuẩn bị đồ đặc gì, mẹ sẽ thu dọn cho con. Lúc này, Lê Hoán cũng đẩy Lê Vĩnh Xanh ra, ông ta nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn Lê Cảnh An và nói, Cảnh An, chúng ta nói chuyện nào. Lê Cảnh An liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân gật đầu với ông ta, sau đó lại trở về phòng mình bắt đầu thu xếp đồ đạc. Về việc cuối cùng Lê Cảnh An có thỏa hiệp hay không, đó không phải là điều Lê Văn Vân lo. Lang, trong 9 năm gánh tiếng xấu trên lưng, anh cảm thấy người duy nhất anh có lỗi chỉ có bố mẹ mình, là bố mẹ đã cân nhắc rất nhiều thứ. Về sau Lê Văn Vân không nhất thiết phải ở lại Lâm Hải quanh năm nữa. Dẫu sao quay về người gác đêm cũng tốt, ở lại thành phố phối hợp với người gác đêm để thực hiện nhiệm vụ cũng được, anh cũng không thể luôn ở bên một chỗ. Cùng với tuổi đời ngày càng tăng của bố mẹ, chung quy bên cạnh họ luôn cần có một vài người, nếu không họ sẽ quá cô đơn. Cái gọi là tẩy trắng cho bản thân chỉ là để cho bố mẹ mình có thể trải qua một cuộc sống suôn sẻ hơn một chút. Chỉ vì khúc mắc mà anh đã kìm nén trong tim suốt 9 năm qua mà thôi. Trước sự thúc giục của Tào Vân, Lê Văn Vân bị đuổi ra khỏi nhà. Dường như Tào Vân chỉ ước rằng anh và Đỗ Tịch Tịch càng sớm càng tốt, sau đó lại sớm sinh cho bà ấy một đứa cháu trai bể bồng về vấn đề này lê văn vân cũng chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm anh kéo cái vali lái xe đi đến chỗ phạm nhược tuyết lý tiểu u và phạm nhược tuyết ngủ lúc chiều giờ đã thức rồi phạm nhược tuyết đang ngồi đó với con dao phẫu thuật trong tay con dao phẫu thuật liên tục xoay tròn giữa các ngón tay của cô trái tim lê văn vân khẽ nhảy dựng lên dao phẫu thuật của phạm nhược tuyết không chỉ có thể cứu người mà còn có thể giết người không chắc mắt hơn nữa còn vô cùng chính xác và sắc bén. Anh chăm sóc số 2 một lát, Phạm Nhược Tuyết nói, tôi và Tiểu U chuẩn bị ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nếu số 2 tỉnh lại, anh nhớ gọi điện thoại cho tôi. Sau đó nói cho tôi biết tình hình hiện tại của cô ấy. Lê Văn Vân gật đầu nói, được. Phạm Nhược Tuyết đứng dậy, sau đó cau mày, ngoài ra, chú ý tình hình bên Vương Giai Kỳ, cô ta ở tòa nhà bên cạnh. Bên người cô ta còn có một vệ sĩ. Nếu có người ra tay với bọn họ, chắc là anh có thể cảm nhận được động tính bọn họ ra tay. Đến lúc đó nhớ đi hỗ trợ. Không thành vấn đề, Lê Văn Vân vội vàng gật đầu. Khi Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U rời đi, Lê Văn Vân dọn ghế đầu và bước vào phòng phẫu thuật. Hoàng Thi Kỳ vẫn nằm đó, sắc mặt hồng hào hơn và có vẻ đã bình phục một chút. Thi Kỳ ơi, Thi Kỳ, rốt cuộc cô đang giấu tôi chuyện gì? Lê Văn Vân nhìn Hoàng Thi Kỳ rồi thở dài một hơi. Anh ngồi xuống và lấy điện thoại di động ra, trong đó có rất nhiều tin nhắn. Chương 320 họ là người thân của nhau. Lúc trước, khi số 7 chết, những người liên quan là Hồng Nguyệt và một số tổ chức khác. Người đứng đầu là Hồng Nguyệt, Lê Văn Vân cũng luôn coi Hồng Nguyệt là kẻ thù lớn nhất của mình, muốn giải quyết người của Hồng Nguyệt trước, sau đó mới xử lý những người khác. Và trong số các tổ chức này, trừ phi là Bùi Nghinh Tùng ra tay, nếu không Hoàng Thị Kỳ đã không bị thương như thế này nhưng hiện tại bùi nghênh tùng hoàn toàn không dám xuất hiện nếu ông ta đến lâm hải hoa hồng đỏ nhất định sẽ thông báo cho anh trước tiên nghĩ đến trước đây hoàng thi kỳ giấu giếm anh chuyện gì đó e rằng chuyện đó có liên quan nhất định đến chuyện ban đầu anh thở dài nhìn hoàng thi kỳ và hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi thực sự không thể trả thù tôi không muốn anh đến tiếp nhận tôi muốn tự mình trả thù nhưng tôi thực sự không thể đánh bại anh ta Hoàng Thị Kỳ thút thiết và nhẹ giọng nói. Lê Văn Vân cầm tay cô ta và nhẹ nhàng nói, Thị Kỳ, chúng ta là một đội. Có phải có bí mật nào đằng sau cái chết của số 7 hay không? Đó là nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện cùng với cô ngay từ đầu, và tôi cũng muốn chịu trách nhiệm về cái chết của đường đường. Tôi cũng muốn báo thù cho cậu ấy, cô không cần phải giấu giếm tôi. Trên mặt Hoàng Thi Kỳ hiện lên một tia đấu tranh, trong mắt cô ta hiện lên vẻ bất lực. Cô ta là một người gác đêm, cô ta có một tính cách cứng rắn, và cô ta cũng đã sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Một lần, sau khi theo tiểu đội của Tần Quốc Thành đi rèn luyện, bọn họ dần lớn lên, và sau khi thành lập đội tiên phong, mặc dù Hoàng Thi Kỳ là chiến lược số 2 của đội, nhưng những lúc thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội lại bảo vệ cô ta rất tốt. Cô ta là thành viên nữ duy nhất của tiểu đội vào thời điểm đó. Phạm Nhược Tuyết được coi là một bác sĩ bên ngoài tiểu đội, nhưng là một bác sĩ, cô thường bị các tiểu đội khác đưa đi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ, cô luôn ở vị trí an toàn nhất trong đội. Là đội trưởng, Lê Văn Vân có lực chiến đấu mạnh nhất, từ trước đến nay luôn sung phong đi đầu, sung phong liều chết ở tiền tuyến. Anh và số 7 sẽ tạo thành hai lá chắn mạnh nhất của đội. Còn Hoàng Thi Kỳ, thường ở vị trí hậu thuẫn, bảo vệ sau lưng Lê Văn Vân và những người khác. Trận chiến 3 năm trước cũng vậy, trong trận chiến đó, Lê Văn Vân bị thương nặng, số 7 không chống chọi được chút nào đã bị giết ngay tại chỗ. Chỉ khi số 2 vào vị trí trận sau, anh mới có cơ hội chạy thoát. Bản thân cô ta luôn ý thức được điều này, vì vậy khi vấn đề bây giờ liên quan đến người đoạt huân chương, tinh diệu, thế hệ đầu tiên của người gác đêm, nếu Lê Văn Vân biết chuyện, sự việc chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Anh sẽ không quay về người gác đêm, bởi vì liên quan đến những chuyện này bên bọn họ có lẽ sẽ tức giận nhưng khả năng cao là vì tình hình chung bọn họ có thể tạm thời chịu đựng vì vậy cô ta không muốn liên hệ với người gác đêm nên cứ trốn trong thành phố tìm kiếm những người đã ra tay trước kia của mấy tổ chức đó giết chết từng người một cho đến lúc này cô ta bị người ta ngăn chặn không thể đánh trả trong lòng cô ta chợt thấy tan nát lê văn vân nhìn đôi má đẫm lệ của cô ta cười nói cô không tin tôi sao tôi đã nói dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ kiên định đứng bên cạnh nhau, cùng nhau đối mặt với thế giới và mọi thứ trong tương lai. Hoàng Thi Kỳ cắn môi, sau đó nhìn Lê Văn Vân. Cô ta mở miệng nói, hôm đó, sau khi lên vào và cướp được chiếc hộp từ tay Bùi Ninh Tùng, chúng ta đã gặp phải nhiều lớp bao vây. Những người ra tay đều là cao thủ, kém cỏi nhất cũng là sát thủ thẻ đỏ trở lên của Hồng Nguyệt. Tất cả các thành viên cần phía sau cho chúng ta, lộ trình rút lui đã xác định trước của chúng ta, toàn bộ đều đã bị cắt đứt audio điện tử võ tấn bền hết chương 320